Gần 40 năm sau khi đất nước thống nhất, vẫn còn nhiều người có công với cách mạng chưa được giải quyết các chế độ chính sách và lực lượng biệt động thành là một ví dụ điển hình. Mới đây, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng bộ phim tài liệu Biệt động Sài Gòn gồm 10 tập trên kênh VTV1, chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ nhiều cựu chiến sĩ biệt động thành và cựu chiến binh về việc tại sao một số không nhỏ các biệt động thành đã hy sinh nhưng cho đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ và nhiều người còn sống vẫn chưa được hưởng các chính sách đãi ngộ cho dù chiến tranh đã kết thúc cách đây gần 40 năm. Những câu chuyện đơn lẻ về những chiến sĩ biệt động được kể lại ngay sau đây. Tự nó đã phản ánh một thực tế, đó là vẫn còn nhiều số phận vì hoàn cảnh đặc biệt của công việc mà độ trễ của chính sách chưa thể đến với họ. Hai vị chỉ huy của hai nhóm biệt động Sài Gòn ngày hôm nay cùng đến thăm đồng đội cũ là bà Hồng, người từng gia nhập đội biệt động từ năm 15 tuổi với nhiệm vụ chính là vận chuyển vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Sau chiến tranh, bà trở về với cuộc sống đời thường khá vất vả vì bị thương mất bên chân phải. Nhưng dù sao thì bà Hồng vẫn còn được hưởng chế độ thương binh 2/4, không giống như nhiều đồng đội của bà, không ai biết đến họ đã từng vào sinh ra tử. Cái số anh em còn lại của biệt động á thì năm 76 là mình cho ra quân hàng loạt hết. Chỉ được mấy trăm ngàn hay nhiêu đó, một lần một cái thôi, cho coi như cho sức ngủ á. Đó, cho nên đó, có những anh em á, về cuộc sống cũng rất là vất vả. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng biệt động là một tổ chức đặc biệt, biên chế rất gọn nhẹ, đảm bảo bí mật ở mức cao nhất, hoạt động gần như đơn tuyến. Hồ sơ tham gia biệt động có khi chỉ là bí danh và rất ít thông tin cá nhân. Chiến tranh cũng đã làm thất lạc nhiều hồ sơ, và trong nhiều trường hợp, nếu người chỉ huy hy sinh thì những chiến sĩ tham gia biệt động sẽ khó lòng chứng minh được nhiệm vụ của mình. Đây chính là cái khó khi làm các chế độ chính sách thời hậu chiến. Đã có những tập thể cá nhân tham gia lực lượng biệt động được vinh danh và được hưởng chế độ chính sách, nhưng đây chỉ là con số rất nhỏ. Bà Hồng Quân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động Lê Thị Riêng từ 20 năm nay, vẫn cứ làm một công việc là xác nhận thông tin về đồng đội của mình để tìm lại sự công bằng cho họ. Từng đó thời gian, nhưng mới chỉ có 8 người được công nhận là liệt sĩ. Nhiều người chưa thể xác nhận vì trong hồ sơ chỉ có ghi bí danh. Tất cả anh em đã tan biến rồi, dầu nước, dầu gió, để cho chúng ta được có hơi thở hòa bình hôm nay. Vậy thì nếu không báo tử được cho những người này, mình cảm thấy lãng quên người đã mất là giết họ hai lần. Không thể nào bình yên trong tâm được. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng mong và kiến nghị nhà nước đừng sử dụng cái chỉ thị 25 về cái chuyện là phải trung đoàn báo tử, rồi phải có đó là hài cốt ở địa phương này, ở địa phương kia. Biệt động nó lôi xác hết trơn hoặc nó chìm xong hết vậy rồi hài cốt ở đâu? Trong quá trình làm phim Biệt động Sài Gòn, đạo diễn Lê Phong Lan đã gặp nhiều nhân vật, những người đã góp phần mình vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam và lắng nghe từ họ những trăn trở, day dứt về đồng đội mình, những người đã hy sinh và cho đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin. Chiến tranh người ta tham gia là người ta đâu có nghĩ đến chuyện là người ta là ai. Có gì đánh đấy, đàn bà cũng đánh, đàn ông, thậm chí con nít cũng đánh. Vậy thì tại sao trong cuộc chiến tranh đấy người ta tham gia bằng tất cả những gì người ta có? Có những người ra đi thề quyết tử cho tổ quốc hy sinh, họ đâu có tính toán gì với tổ quốc. Vậy thì tại sao sau chiến tranh chúng ta lại tính toán, chúng ta lại suy nghĩ, chúng ta lại lăn tăn, chúng ta lại không tin vào họ? Chính sách với đối tượng này nó phải linh hoạt hơn một chút và nó cũng phải có một cái đồng cảm với cái số anh em cán bộ chiến sĩ này. Chứ bây giờ đòi hỏi những các cái giấy tờ ấy thì rất là khó. Ngày xưa trong cái điều kiện chiến tranh của chúng ta nó khó khăn quản lý giấy tờ, và thực ra những cái giấy tờ nó cũng rất là đơn giản. Cái số người mà thực chất ý hy sinh đấy mà không có giấy tờ chứng minh gốc thì còn không nhiều. Qua cái điều tra thì chúng tôi làm việc với Bộ Phòng thì Bộ Phòng có thông báo là còn khoảng 6.000 trường hợp nữa đấy. Thế còn một số lực lượng khác thì chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, và cái này thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và của Bộ trưởng Bộ Lao động, thì chúng tôi đang nghiên cứu để ban hành ra một cái chính sách làm thế nào mà đối với những trường hợp mà không còn giấy tờ này, thế không còn, mà không còn người làm chứng nữa cơ, chứ không phải không còn giấy tờ, không còn cả người làm chứng nữa, thì chúng ta phải giải quyết như nào để giải quyết chính sách được cho người ta. Ngay giữa làng Diệt Bảy Hiền, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có một ngôi miếu thờ liệt sĩ Mậu Thân luôn đượm khói nhang từ 45 năm nay, dù không ai biết danh tính các chiến sĩ đã hy sinh tại đây. Ngôi miếu thờ liệt sĩ cách mạng tồn tại công khai giữa lòng thành phố ngay từ khi Sài Gòn còn chưa giải phóng. Cùng với đó,
Nhiều ngôi mộ gió cũng được dựng lên sau chiến dịch Mậu Thân để tưởng nhớ người đã khuất. Họ nằm xuống vì nghĩa lớn, không phải để được vinh danh. Nhưng độ trễ và sự chưa kịp thời của chính sách là khoảng lặng thời hậu chiến đang đặt lên vai trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, khi mà phần nhiều chiến sĩ biệt động nay đã già yếu và cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn.